mua món quà này mình chắc chắn là ông ấy sẽ thích. Bánh birthday đây. À, bánh birthday giống như này hả? Happy birthday. Hello, xin chào mọi người. Welcome to Vlogmas. Ngày hôm nay mình đang ở trong trung tâm thương mại và mình đi một mình là một điều mà rất ít khi mọi người nhìn thấy không? Bởi vì thường là vợ chồng mình đi đâu là cũng đi với nhau hết và lúc nào vlog thì hầu như cũng là vlog cùng nhau. Nhưng mà ngày mai là đến sinh nhật ông Thành rồi và mình thực sự là đang chưa biết là phải mua cái gì tặng cho chồng mình. Thì ông Thành là một người rất là khó mua quà, nhưng những năm trước mình nói mọi người rồi đấy là đừng có mua cái gì mà nó kiểu đắt tiền quá hay là hàng hiệu thứ gì là chồng mình không thích. Rồi là mua cái gì mà kiểu phải dùng được thường xuyên ấy thì ông ấy mới thích. Đấy, mà chồng mình cũng rất là đơn giản ấy, không có nhu cầu gì nhiều cả. Nên là mình chẳng biết là phải nên mua cái gì hết. Và hơn nữa là để mà làm cho chồng mình bất ngờ ấy là hơi bị khó luôn. Bởi vì mình cứ định làm cái gì bất ngờ là thế nào ông ấy cũng biết. Và với cả là vợ chồng mình lúc nào cũng ở nhà cùng với nhau ấy, hầu như là 24/7. Thế nên để mà tạo ra được một cái gì bất ngờ ấy rất là khó luôn. Nhưng mà thôi, bây giờ mình sẽ bắt đầu bước đầu tiên là đi mua quà đã. Thì mình đã hẹn bạn trợ lý mình ra đây rồi. Và lúc mà mình đi ấy, là ông ấy đã hỏi là đi đâu. Bởi vì vợ chồng mình cũng hẳn đi với nhau ấy. Bây giờ mình đi một mình là ông ấy rất là tò mò. Mình nghĩ là ông ấy biết thừa là mình đang đi mua quà rồi ấy. Nhưng mà thôi, mặc kệ đi. Mình cứ làm được việc của mình ấy đã. Đấy, thì bây giờ hy vọng là ngày hôm nay mình sẽ chọn được một món quà để chồng mình thích. Đây là người sẽ giúp mình mua quà ngày hôm nay. Sáng nay là lúc team mình họp là mình đã phải hỏi mọi người là không biết là nên mua gì. Và các bạn ấy hỏi là ông Thành ngoài sở thích là hát hò ra thì còn cái sở thích nào nữa không. Thì lúc đầu là nếu mà hát thích hát thì mua micro đúng không? Nhưng ông ấy tự mua micro rồi. Đấy, còn ngoài ra thì ông Thành rất thích đạp xe với cả thích đi chạy. Đấy, thì mình thử đi vào đây xem mấy cái đồ thể thao ấy, xem là có cái gì rất hợp lý nhưng không biết có dùng hay không, tại vì đôi khi ông Thành khá lười. Mọi người ơi, mình đang bị choáng, chỗ này là to quá. Mọi người nhìn đây, cái store ở đây nó như kiểu là một cái store Walmart ở bên Mỹ. Ôi, hôm trước mà thấy bọn trẻ con nó đi xe đạp ở trong này, đi thử xe đạp trong này rồi. Thế á? Siêu to. Mà kiểu trong này có những thứ mà mình không hề biết là người ta đang có ấy. Như kiểu là những cái bàn mình có thể mang đi để đi picnic này. Xong rồi các chai nước có thể gập vào này. Ui, đi vào đây xong là mình không biết cần phải mua cái gì nữa luôn. Tí là kia còn có cái thuyền để lướt sóng. Ừ, nhà mà trẻ con có vẻ thích vào đây nhỉ? Vâng. Chơi thoải mái luôn, bên nhân viên cũng chẳng bao giờ nói gì. Mình đang ở cái này gọi là cái gì? Decathlon à? Decathlon.vn. Chỗ này mình xem trên chị Diệp ấy, hình như chị Diệp cũng hay đi vào đây. Nhưng mà mình chưa bao giờ đi vào cả tại vì nó cũng khá xa ấy. Ui, nhưng mà thật sự là còn rất là nhiều thứ để có thể mang đi picnic này nọ ấy mọi người. Ui, có cả một phòng gym ở đây luôn. Ông Thành mà vào đây chắc sướng lắm này, thề luôn đấy. Thôi hôm nay chị sẽ đi với em, còn hôm sau chị sẽ rủ ông ấy đi. Ông ấy vào đây chắc cả ngày ông ấy lạc ở trong này luôn ấy. Thiên đường. Thông báo mọi người là mình đã tìm ra được một món quà mà ông ấy không thể nào mà ngờ tới được. À, mình đã mua món quà này. Mình chắc chắn là ông ấy sẽ thích cái này, nên là tối nay khi mà mình tặng quà thì mọi người cùng xem reaction của ông Thành nhé. A few moments later. Ok, bây giờ Bơ đã đi học về rồi, để hai mẹ con Bơ sẽ bọc quà cho ba. Và rất may là hôm nay ba đang có việc ở bên nhà bố mẹ mình, nên là ông Thành đang hồi nhà. Phải tận dụng lúc này để gói quà. Đây này, con nhìn này. Bơ ơi, con làm sao nhỉ? Con nói cho mẹ nghe, con làm sao nào? Bọc quà gì đây? Đấy, con dùng cái kéo này, con nhìn mẹ này. Mẹ lấy kéo nhá. Mẹ lấy kéo này, bây giờ mẹ sẽ cắt cái giấy ra nhá. Mình thì cũng không giỏi lắm trong việc bọc quà đâu, nhưng mà thôi cứ bọc vào để bóc cho nó bất ngờ. Đấy, con thấy không? Mẹ cắt không? Đấy, bây giờ mình có tận hai cái giấy bọc quà luôn. Con
con hiểu chưa? Bây giờ quà đâu? Quà đâu nhỉ? Quà đâu rồi? Quà đâu? Đây. À đúng rồi. Wow. Mình sẽ mua quà nhỏ trước nhá. Đây quà nhỏ đây. Nhưng mà mình sẽ không cho mọi người xem đâu nhỉ. Mình sẽ bọc vào xong rồi tí nữa bao giờ ba bóc thì mọi người mới được xem nhá. Bọc quà to nhỉ? Bơ này có cả băng dính này. Ấy. Ừ, có cả băng dính sinh nhật đấy. À, happy birthday. Thế mai là sinh nhật ai nhỉ? Sinh nhật ai? Sinh nhật ai nhỉ? Sinh nhật ai con? Ba gì? Sinh nhật ba Thành. Ba Thành bao nhiêu tuổi con có biết không? Ba Thành á, mới có 18 tuổi thôi. Ba mới có 18 tuổi thôi. Đây chắc là món quà được bọc xấu nhất trên thế giới này. Không biết bọc sao luôn, cái hình dạng này nó khó thật sự. Đây mẹ đang bọc đây. À dán ở đây, đúng rồi. Đây mẹ cho con một cái, con dán thử. Đây nhá, bây giờ con ra đây. Mẹ chỉ cho con là con dán ra đây cho mẹ. Ừ, đây nhá, con cầm này. Rồi, bây giờ con dán nó vào. Được chưa? Đấy, giỏi thế nhỉ. Wow. Thôi. Cắt giấy à? Đây, mình lại dán tiếp vào con tay con đâu. Rồi, từ từ con. Đây, rồi, bây giờ con dán vào đây cho mẹ. Đây, đây, bên này. Bên này con. Bên này này. Bên này, cái chỗ mẹ đang để này. Đấy, đúng rồi. Úi dồi, đẹp luôn nha. Ok, xong một cái rồi. Con cho mọi người xem nào. Con cho mọi người xem gói quà con bọc nào. Con cho mọi người xem. Mọi người đâu? Mọi người trong camera đâu? Đấy, đây là gói quà cháu bọc đây. Đúng rồi. Rồi, ok, mẹ cảm ơn con. Bây giờ sang quà tiếp theo nhá. Mình bánh mì ba tê á, bánh ba tê ở đâu con? Bánh ba tê ở đây. À bánh mì ba tê giống như này hả? Ừ cũng hơi giống bánh mì ba tê vậy. Thế mình tặng ba Thành món quà sinh nhật là bánh mì ba tê hả con? Nhỉ? Ông bánh ba tê. Ở đây mình phải bọc vào đã đấy. Để con lại giúp mẹ dính băng dính nhá. Con lại giúp mẹ dính băng dính nào. Rồi đây của con này. Rồi con dính vào đây cho mẹ. Chỗ này này. Rồi, con lật ngược lại. Thế còn bông hoa này này, bông hoa tiếng Anh là gì nhỉ? Bông hoa tiếng Anh là gì ta? Bông hoa tiếng Anh là gì? Con nói vào micro ấy cho các cô nghe. Bông hoa tiếng Anh là... Flower. Còn một gói quà nữa nhưng mà thực sự là nó quá to nên mình không nghĩ là mình có thể bọc được cái đấy vì nó rất là to. Nên là thôi mình sẽ tặng nguyên gói quà luôn. Còn bây giờ thì sẽ cho Bơ đi tắm nhở. Xong rồi mình còn ăn cơm, mình còn đi xem nhạc nước đúng không? Đúng không con? Đói to lên. À đi xem nhạc nước đúng không? Con bye bye mọi người nè. Bye bye. Bye bye nè, bye bye to lên. Bye bye. Bây giờ mới có 9 rưỡi tối thôi. Không phải 9 rưỡi, bây giờ là 10 giờ 15 rồi. Mình cho Bơ đi ngủ xong rồi, bọn mình vừa mới edit video Vlogmas để lên ngày hôm nay. Thì ông Thành mới bảo là chồng mệt quá, tại vì hôm nay ông phải đi lắp cho mình mấy thứ ở bên nhà mẹ mình ấy, nên là chắc cũng hơi mệt. Đang xin phép đi ngủ sớm bởi vì chắc biết là mình có ý đồ gì đấy lúc nửa đêm. Xong rồi bảo là chồng đi ngủ sớm được không hay là chồng đi ngủ muộn. Nên chắc mình nghĩ là cái tiết mục bánh này sẽ phải diễn ra sớm hơn dự định một chút. Đây là chiếc bánh từ xuôi. Mình đọc thì đúng không nhỉ? Để mình nghe lại từ điển nhá. Hả? Soa. Soa. Cái này là một cái từ tiếng Pháp, lần dưới cái tiếng Việt là lụa. Thì cái cửa hàng bánh này các bạn đã liên lạc để gửi bánh cho nhà mình ăn như kiểu một món quà ấy. Đó, mọi người nhìn này. Thì là đây để mình cho mọi người xem. Thực sự là cái bánh này mình chưa bao giờ nhìn thấy một cái bánh nào nó như thế này cả. Kiểu nhìn mọi thứ nó rất là tinh tế. Và kiểu
sao mà nó có thể đẹp được như này à mọi người? Mà cái mùi. Oh my god. Cái mùi nó thơm kinh khủng ấy. Hay. Đẹp nhở? Bánh này là các bạn ấy gửi để tặng gia đình mình chứ không hẳn là để tặng sinh nhật ông Thành. Nhưng mà mọi người biết đấy, nhà mình chỉ có 3 người thôi. Nên nếu bây giờ mình mua thêm một cái bánh sinh nhật nữa thì nó quá là phung phí. Nên là cái bánh này sẽ là bánh sinh nhật của ông Thành. Ôi mọi người thơm quá. Không thể đợi để ăn cái bánh này được. Bây giờ mình sẽ ra lấy nến. Sau đó thì mình sẽ cắm nến và để cho ông Thành thổi nến luôn trước 12 giờ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Wow. Chúc mừng sinh nhật chú Thiên Nga. Wow. 30 tuổi. Sao là chú Thiên Nga vậy? Tại cái bánh này nhà mình được tặng rồi. Nhưng nếu mà mua thêm một cái bánh nữa thì phí quá. Hợp lý. Vợ biết mua thêm chồng sẽ mắng nên là vợ... Chồng có bao giờ mắng đâu, nhưng mà thôi, hãy mua món khác thôi. Chứ bánh sinh nhật thì nhà mình rất hay được tặng và cũng không bao giờ ăn hết được. Ước đi. Ước hả? Bước sang tuổi băm. Chính thức bước sang tuổi 30. Vậy là mình đã có đầu ba rồi. Đấy. Sinh nhật thì không ương gì hơn, chỉ ương là mọi người trong nhà sẽ luôn được ở cạnh nhau, vui vẻ, hạnh phúc với nhau như là bây giờ. Cảm ơn rất nhiều. Muốn mở quà không? Ừ, có. Là tổng cộng là có 3 món quà. Wow. Nhưng mà chồng cũng phải bóc dần được từng cái một. Quà nào của bơ, quà nào của mẹ nào? Hay là toàn quà cả hai mẹ? Đều là của bơ và của mẹ. Bơ giúp mẹ gói quà. Sao nhiều quà vậy? Vì sao 3 quà mà đây mới nhìn thấy có 2? Thì cứ bóc dần đi rồi biết. Ok nhá, ai gói quà đây? Bơ. Tật luôn. Đây không phải là món quà được gói xấu nhất thế giới. Chiếc áo để đi tập đúng không? Để đi xe đạp. Ok. Đây là chắc sau video luôn. Sau video này mình sẽ phải ra làm vài vòng cổ tay bây giờ. Mặc luôn nhá. Tại vì ông Thành đi xe đạp nhưng mà kiểu toàn đi buổi tối ấy. Mình thấy là đi buổi tối thì rất là nguy hiểm. Thế là mình tìm áo mà có cái phản quang đúng không? Phản quang ở các chỗ này. Ok, đạp thử nhá. Vừa Còn quà tiếp theo. Quần. Đây là cái gì biết không? Rock Rider. Chắc là hàng xe đạp. Ba lô để đạp xe à? Đúng rồi. Ba lô này nhá. Ba lô này là đai sống nhau như này. Xong rồi nó có bình nước ở đây. Wow. Thế lúc mà chồng uống thì chồng chỉ cần xịt xò uống bằng cái này. Làm một chiếc xe đẹp mới thôi. Sẵn sàng cho món quà thứ ba chưa? Chưa. Xe đẹp mới được à? Ngồi xuống. Nhắm mắt lại nhá. Ngồi xuống. Đúng không của vợ à? Ngồi nhắm mắt lại nhớ chưa? Mọi người để mọi người nhìn nhá. Không được mở mắt. Nhắm mắt lại. Ok. Nhắm mắt ra. Đố biết đây là gì? Cái gì đây? Lều à? Tinh! Thật luôn. Bởi vì ngày mai chúng ta sẽ đi cắm trại. Bạn mua một cái lều luôn đó hay là bạn thuê vậy? Đây là mua luôn đấy. Mua một cái lều thì nhà mình đi cắm trại. Ừ. Nhưng mà tuần nào nhà mình cũng đi cắm trại. Đúng.
Nặng không? Nặng. Ui. Phải hai người mới xách được. Thế là không cần cái này, không có khung gì à? Có. Ok, nhưng mà thôi, chỉ tiết lộ bí mật đến đây thôi. Còn ngày mai sẽ đi cắm trại thì sẽ cho mọi người xem nhé. Chồng cũng chưa biết gì đâu. Đây là một nơi bí mật, chồng vẫn phải đi theo chỉ dẫn của các bạn. Sợ vậy. Thích không? Không. Mình phải suy nghĩ nát óc xem mà tặng ông Thành cái gì. Nhưng mà vợ tặng lều xong rồi vợ phải dựng lều luôn nhé. Không. Vợ đã phải tham khảo rất nhiều loại và vợ nghĩ là chồng sẽ làm được. Nên... vợ thì dễ làm ạ. Nhưng nếu không làm được thì chúng ta có thể đổi loại khác. Ok, thank you. Yeah. Sao mắt rưng rưng vậy? Tại thấy trông vui. Thank you. Tinh 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 tinh. À, đi du lịch là chồng sẽ mang cái này vào trong chiều ngủ lều. Không ngủ. Còn vợ thích ngủ đâu thì vậy. Ok. Điên mất. Điên mất mọi người. Vợ mình đã cẩn thận mua một cái lều và cái lều này có hẳn 2 phòng. Đấy. Một phòng để chiêu, một phòng để ngủ. Thế thì bây giờ gì còn phải đi khách sạn nữa. Chỉ ngủ ở trong này thôi. Và đeo ba lô vào. Xách lều và đi luôn. Đủ hành trang rồi. Bye bye. Bye. Ôi trời, nặng thật đấy. Bye.